Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại với biết bao điều mới mẻ cùng vô vàn loại hình âm nhạc đặc sắc hấp dẫn người trẻ. Tuy nhiên, đáng quý khi mà nhiều bạn vẫn miệt mài khổ luyện, góp sức gìn giữ, lan tỏa giá trị âm nhạc truyền thống. Sự đam mê kiên trì theo đuổi cùng những ngón đờn mượt mà đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người thưởng thức. Chàng trai trẻ mê cổ nhạc Nam Bộ là câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị trong một sông nước ban mai sáng hôm nay. Sau giờ học tập, hình ảnh chàng trai 22 tuổi ôm đờn kiệm ôn luyện đã quen thuộc với mọi người xung quanh. Đức Kiên đờn được guitar phím lõm và kiềm, nhưng sở trường vẫn là đờn kiềm. Đờn kiềm được mệnh danh là quân tử cầm, là nhạc cụ quan trọng trong dàn nhạc tài tử với độ khó đòi hỏi người đờn phải am hiểu và có kỹ thuật cao. Tiếng nhạc của đờn này trầm ấm. Cái khó là nhấn chữ đờn sao cho mượt, và Kiên đã làm được. Cây đàn chính của anh á là cây đàn kiềm. Chơi được cây đàn kiềm là rất là khó. Nếu mà mình đàn không có đúng căn bản, hoặc là không có đúng nhịp nhàng, hoặc là tới chữ á, thì nghe nó rất là khó nghe. Đam mê cổ nhạc Nam Bộ, chàng trai trẻ đã chọn cái khó để thử thách bản thân và gắn bó với nghề. Em chọn cái đàn kiềm là tiếng nó ấm, rất là mê được cái tiếng của cái đàn kiềm. Mày mò em học, tự em tập thì tới bây giờ là 4-5 năm rồi đấy. 4-5 năm là thời gian Kiên đờn thành thục. Còn thực tế, anh bạn trẻ có năng khiếu từ khi mới 6-7 tuổi. Kiên sinh ra tại tỉnh Cà Mau, gia đình không ai theo nghệ thuật. Kiên tự tìm tòi, học hỏi, rồi được truyền nghề từ người hàng xóm là nghệ sĩ ưu tú danh cầm Trường Giang. Giúp em rồi khỏi được cái đam mê, rồi nó có thể là góp phần được bảo tồn cái bản sắc của bộ môn được cả đại tử và cả lương này. Hơn 15 năm nay, Kiên vừa đi học vừa quyết tâm theo đuổi cổ nhạc. Sau khi tốt nghiệp ngành sinh học trường Đại học Cần Thơ, Kiên trúng tuyển và đang học ngành nhạc công kịch hát dân tộc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ. Kiên thường xuyên tham gia các câu lạc bộ dân ca, đờn ca tài tử trên địa bàn quận Ninh Kiều. Từ đây anh trao dồi ngón đờn và có nhiều cơ hội được truyền lửa nghề từ các nghệ nhân tâm huyết ở Cần Thơ. Rất là quý em Kiên ở chỗ là đam mê. Tính đến thời điểm này thì cái ngón đờn của Kiên là có thể nói là tiến bộ rất là nhiều, thuộc nhiều bài bản. Kiên dự định sẽ học tiếp các bậc cao hơn để nâng cao trình độ về cổ nhạc. Dẫu biết hành trình sắp tới sẽ không dễ dàng và còn nhiều gian nan khổ luyện, nhưng Kiên sẽ không phụ lòng những nghệ nhân tin tưởng trao truyền, và cũng để gắn bó đến cùng niềm đam mê nghệ thuật truyền thống mà anh nặng lòng theo đuổi bấy lâu.